Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với chương trình trả lời câu hỏi của fan của mình. Và hôm nay thì mình sẽ ra tiếp tục cho phần trả lời câu hỏi phần 3 để kỷ niệm 3 ngày của mình nha anh em. Rồi, và bắt đầu đến câu hỏi đầu tiên nào. Ok, đến với câu hỏi đầu tiên thì là cảm giác của ông thế nào đối với fan và ai là người dẫn ông đến Minecraft? Thì cảm giác của mình đối với fan là mình rất yêu fan, quý fan luôn. Và coi như mình coi từng fan của mình giống như là người thân trong gia đình mình đó. Và còn người dẫn mình đến Minecraft thì không ai khác chính là thiện Minecraft và Slenderman mà tính ra 2001. Ok, tiếp tục đến câu hỏi thứ hai. Ok, đến với câu hỏi thứ hai thì của bạn Kiro Minecraft thì bạn ấy hỏi mình là tên gì, ở đâu, hai cái máy, thích trận đức ba không, thì mình sẽ trả lời là mình tên đội tuyển Nhật Huy dành cho những bạn này chưa biết. Và mình ở Đà Nẵng, mình sinh năm 2006 và mình không có thích trận đức ba. Và sinh nhật của mình là ngày 7 năm 2006 nha các bạn. Ok, anh em ghi nhớ đã có chào đến sinh nhật mình, cái anh em cứ vô comment chúc mình sinh nhật mình là ok luôn. Ok, tiếp tục đến câu thứ ba là của bạn Hứa Thảo, là tại sao Minecraft tên là Minecraft mà không phải tên khác? Và là tại vì là Minecraft là do ông Notch ông tạo ra, mà ông Notch tạo ra ông đặt tên Minecraft là ông phải tự để là Minecraft, chứ rằng ông lại để thành tên khác được bạn ơi. Vâng, và cái câu tiếp theo là của anh Phú Phát, là anh hỏi mình có người yêu chưa, thì là em nói thiệt với anh là em mới chỉ có bồ thôi chứ em chưa có người yêu. Ok, tiếp theo là của anh Quang Đoan, là bảo mình hãy kể chi tiết về cuộc đời của mình, thì cuộc đời của mình cũng chẳng có gì vui. Nói thiệt là buổi sáng dậy cái cũng dậy sớm, đi học rồi về cái tâm rửa rồi đi học thêm, nói chung là cứ lặp đi lặp lại miết thôi, cũng như mọi người bình thường khác, cái đến mà tuổi học đi học ấy rồi đến cuối năm là coi như cũng phải đi học miết thôi, cho nên là nhiều khi cũng không có thời gian làm video cho các bạn đây. Được rồi, thì đến tiếp theo là đến câu hỏi khác nào. Ok, tiếp theo là đến câu hỏi của một người bạn Nhật của mình, thì bạn ấy đã hỏi là suy nghĩ của bạn về bạn thích trực tiếp là gì, bạn có thích trực tiếp mà không, và nói chuyện với nam thì bạn ấy đang dùng Google dịch á. Thì suy nghĩ của mình về bạn phát trực tiếp là nói chuyện là mình đây mình không có giải phát trực tiếp được lắm, với lại nhiều khi mình chưa áp á, ông lát đồ là mình phát trực tiếp cũng nhiều khi bị đờ dần, cho nên là mình gần đây mình cũng không có phát trực tiếp nhiều. Còn cái hợp trực tiếp của mình là có thể là mình sẽ phát trực tiếp sau, và ví dụ như mình muốn kỷ niệm gì đó là mình sẽ phát trực tiếp, hoặc là ăn mừng gì đó mình sẽ phát trực tiếp luôn. Được rồi, thì ok vậy. Ok, đến với câu hỏi cuối cùng là điều gì khiến anh đến với Minecraft và từ năm nào? Thì điều khiến anh đến với Minecraft là từ cái mấy đứa bạn của anh hồi xưa thì anh chơi, thì anh đâu có biết đâu, anh thử tay về anh chơi thôi. Anh chơi sau đó là anh cứ đam mê vô Minecraft thôi. Và cũng là hình như là cũng từ năm 2014 rồi, đến nay là 6 năm, đủ 6 năm chơi Minecraft luôn. Thì năm là cái cũng chơi của anh là đúng mi là 6 năm luôn, tổng 6 năm đến giờ. Thì ok, được rồi, vậy thì là video trả lời câu hỏi của mình đến là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Ê, tôi thích bài này, tôi thích bài này. Ngó lên trời trời cao, cao 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 cao. Dân châu Á đã đi vô bà, hai tay tao phi đô la, mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là quan thiều tùy, cưng khoái cứ kimochi. Dù có to có bé thân hình nhỏ nhẹ như em loli. Quẩy trên beat của Vina House, hotel vào 5 star chứ không phải đi 3 sao.